Sau đây em sẽ tiến hành demo cái hệ thống Smart Home giá rẻ. Em sẽ bắt đầu từ cái hệ thống cửa. Em có 4 cái thẻ RFID ở đây. Có hai trong đó có hai thẻ đúng và hai thẻ sai. Khi mà chúng ta sử dụng một thẻ đúng thì cái màn hình nó sẽ báo thử thành công lên này, success và đồng thời nó sẽ mở cửa ra. Đầu tiên em sẽ bắt đầu bằng cái thẻ đúng. Rồi. Tiếp tục với một cái chiếc thẻ đúng tiếp theo. Rồi. Bây giờ em bắt đầu với một chiếc thẻ sai. Chiếc thẻ sai thì nó sẽ báo trạng thái sai lên cái LCD và nó không có thực hiện gì cả. Sai. Rồi, khi mà chúng ta thẻ sai nó sẽ báo chữ phone này. Khi mà sai mà có 4 lần thì nó sẽ thành đổ chuông. Một lần rồi, ta tiếp tục là một thẻ sai, 3 lần nữa nó sẽ đổ chuông. 2 lần. 3 lần. 4 lần. Bây giờ thì tiến hành nhập bàn phím số, mật khẩu sẽ là 159357. Cái phím thanh dùng để xóa màn hình. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhập sai mật khẩu thì ta bấm thanh là sẽ xóa màn hình đi. Rồi bắt đầu lặp lại là 159357. Đúng rồi, sẽ tiến hành mở cửa. Cũng tương tự như cái RFID, khi mật khẩu sai 4 lần nó cũng tiến hành đổi chuông. Thì ta tiến hành nhập sai mật khẩu. Một lần. Tiếp theo là sẽ lúc nhấn chuông, khi nhấn chuông sẽ đổ chuông. Đó, tiếp theo là cảm biến ánh sáng. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành cái demo cái hệ thống phòng khách và phòng bếp. Đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập vào cái ứng dụng Android lập trình sẵn. Đây là có đăng nhập ứng dụng Android, có username và password đăng nhập vào. Khi chúng ta đăng nhập, khi mà chúng ta đăng nhập thành công thì nó sẽ báo là có vài tác vụ có chữ connect là chứng tỏ là đã kết nối được với hệ thống. Bây giờ em sẽ tiến hành bật các thiết bị trên ứng dụng Android. Thì em bật 1 2 1 5 bật hết chiếc thiết bị lên. Rồi thì tiến hành, chúng ta có thể tiến hành tách trên này. Chúng ta cũng có thể tiến hành tách trên trên là đầu tiên là em sẽ tiến hành tách trên ứng dụng Android. Tách ba cái đợt 1 2 3. Và tiến hành tách nút nhấn. 4 5 6 7 8 ghi gấp, 8 là ghi gấp, rồi tắt luôn. Bây giờ tiến hành update. Rồi, bây giờ em đi tiến hành bật hết thiết bị lên này và dùng cái switch này là để tắt tắt kèm này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, có gắt sáng chưa? Rồi mình tiến hành update trạng thái. Rồi. Rồi, nó là sáng hết rồi đó. Bây giờ em sẽ tiến hành tách, dùng cái nút cái switch này là em gạt switch lên là tắt hết tất cả thiết bị. Rồi, bật lên. Tắt chưa đúng switch rồi. Nó tắt hết tất cả thiết bị. Bây giờ là cái cảm biến nhấn động, khi mà có nhấn động nó sẽ tắt cái bật đèn lên. Rồi nó sẽ bật đèn lên.
cái trạng thái của cảm biến, cái trạng thái của cái đèn mà chịu tác động của cảm biến chấn động, nó sẽ phụ thuộc vào cái trạng thái mà chúng ta quyết định ở trên cái ứng dụng Android hay là trình duyệt web. Giả sử bây giờ anh bật cái đèn này lên đây, dù có không chấn động thì nó vẫn sáng bình thường, nhưng mà khi em tắt cái đèn này thì nó sẽ phụ thuộc vào cảm biến động này. Đó, em đi qua đi lại thì nó vẫn không có tắt đèn. À, bây giờ tiếp tục em sẽ tắt nó đi, tắt nó đi, dùng Android tắt đi. Bây giờ em sẽ truy cập trên cái web, trình duyệt web, là bên refresh là cập nhật trạng thái thiết bị. Rồi, em bật thiết bị một, hai, ba, bốn, tám luôn. Rồi bây giờ em chỉ tiến hành cập nhật cái ứng dụng Android, cập nhật cái trạng thái thiết bị ứng dụng Android đây, cập nhật đó, em đi vào Red Update thì nó cập nhật trạng thái thiết bị lên đây. Rồi bây giờ em có thể tắt cái ứng dụng Android. Rồi bây giờ em sẽ cập nhật trạng thái cái refresh là cập nhật trạng thái tắt cả thiết bị để được tắt. Thì tại vì bấm switch on nên nghĩa là cái khi mà bật cái switch lên thì cái điện nhà tắt hết rồi. Rồi bây giờ em sẽ tắt đi. Rồi tắt đi cập nhật. Đây thì nó cũng tắt. Rồi. Tiếp theo em sẽ một cái game. Khi mà cái đèn này đã không sáng á thì mà chúng ta có thể phát hiện cái game bình thường, có thể cảnh báo bình thường. Giờ em bật cái game. Khi có cái game thì nó sẽ gọi điện thoại về báo trên ứng dụng đây, web này, từ cái điện thoại này rồi em bật cái game. Khi mà có cái game thì chỗ này có đèn xanh nó sẽ sáng lên, em báo là có cái game. Sau khi nó bật cái đèn ở trong cái bếp này lên để cho chúng ta khắc phục sự cố vì đòi được cái game. Và nó sẽ tiến hành gọi điện thoại đến cái số điện thoại mà chúng ta thiết lập sẵn. Bây giờ chúng ta bật bật cái nút này, đèn này sáng lên nghĩa là không cho phép chúng ta phát hiện cái ghe, có thể dùng nhấn nó bật lên hoặc là dùng Android. Rồi đây khi đã có này lên thì em có, khi chúng ta bật cái ghe lên đây đó, cái này là vẫn sáng bình thường nhưng mà nó không bật đèn này lên và nó không cho phép chỉ phát hiện cái ghe. Điện thoại vẫn không có gọi đó. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta được để kiểm chứng là cái khuôn nhắn có thể xử lý cái sự cố mà thông qua mất mạng, thì chúng ta có thể rút cái mạng đi, rút cái dây mạng ra. Rút dây mạng ra. Rút dây mạng ra. Rồi. Đồng thời chúng ta có thể cập nhật cái thiết bị này lên. Đó. Đấy coi. Nhập lại nó không có kết nối được với cái server, tại vì cái dây mạng là rút ra rồi, dây mạng là rút ra rồi, em rút dây mạng này ra rồi. Bây giờ em sẽ bật cái bệnh này đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi, và phần demo đã kết thúc. Cảm ơn quý thầy cô đã quan tâm theo dõi.